Lưu ý về chế độ ăn uống trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thường là một trong những kỳ nghỉ lễ kéo dài và được mong đợi nhất, là dịp gia đình quây quần, bạn bè tụ họp, ăn uống tiệc tùng diễn ra thường xuyên. Vì vậy, nếu không muốn bị ngộ độc thực phẩm, bạn cần phải biết 5 lưu ý này. 1. Chú trọng ăn uống khi đi du lịch. Hầu như mọi điểm đến du lịch đều cực kỳ đông khách vào các dịp lễ. Chính vì thế, chất lượng dịch vụ có thể xuống thấp, còn giá cả có thể đội lên cao. Bạn nên nhờ đến sự tư vấn ăn uống của những người có kinh nghiệm hoặc chọn những công ty chuyên nghiệp tổ chức tour du lịch tại vùng ấy để yên tâm hơn về những vấn đề cực kỳ quan trọng như vệ sinh an toàn thực phẩm khi đi du lịch. Chú ý đến ăn uống, vì nếu không, sự cẩu thả này sẽ làm hỏng chuyến đi của bạn. 2. Không nên dự trữ thực phẩm qua nhiều ngày. Vào các kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là các kỳ nghỉ lễ dài như 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhiều gia đình thường có thói quen dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh để tiện trong việc chế biến và không phải đi chợ nhiều lần. Tiện lợi thì cũng có đó. Tuy nhiên, thức ăn để lâu trong tủ lạnh sẽ khiến chúng mất đi những chất dinh dưỡng vốn có. Hiểm nguy hơn là có nhiều trường hợp còn bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng thực phẩm để quá lâu. Vì thế, tốt nhất bạn nên dành chút thời gian lựa chọn những thực phẩm tươi ngon để chế biến, giúp cho bữa ăn của gia đình bạn vào ngày lễ thêm vui vẻ và an toàn. 3. Thức ăn chín luôn được ưu tiên. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là dịp lễ dài, cũng là dịp để mọi người gặp gỡ và vui chơi thoải mái sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều tình trạng ngộ độc thực phẩm nhất. Vì thế, để phòng ngừa tình trạng này, bạn nên chế biến những thức ăn bằng cách nấu chín kỹ thực phẩm, hạn chế ăn những đồ ăn sống, tái để tránh ngộ độc và giúp bạn tránh tương tác xấu đến kỳ nghỉ của mình. Nên giữ thói quen ăn chín uống sôi thường ngày để tránh ngộ độc. 4. Bổ sung chất xơ. Trong kỳ nghỉ lễ, khi cơ thể bạn đã dung nạp quá nhiều chất béo, protein từ những bữa ăn thịnh soạn với nhiều món ăn chứa thịt cá, nếu không muốn cơ thể quá tải hay gặp các vấn đề về sức khỏe, cơ thể cần được bổ sung thêm chất xơ qua việc ăn nhiều rau xanh, hoa quả để đảm bảo chất dinh dưỡng.